ở đây và cho em xin cánh tay của tất cả các bạn nam không? Nhà có ai ở nhà bị hỏi là bao giờ lấy vợ không? Em bị hỏi rất là nhiều, em không hiểu tại sao. Nhưng mà nhờ thế mà tự nhiên em có cái cảm xúc. Em nghĩ lại là mình đã tán gái như thế nào. Nó hơi đần một tí nhưng mà nó là một bài hát mà bọn em đã viết cái này không lâu. Nói về cái việc là mình làm sao để mình tán được với cô gái. Ok, và sau đây là sau đây là bài hát mang tên Như Anh, xin mọi người lắng nghe.
nhưng ta vẫn lại tìm đâu cho em một chút dung thân nơi thương tài. Nhìn lên đôi môi đầy những vết son vốn đã nhạt phai, nhìn đến thơm ngày người mất quay lại như giấy ban đầu. Bài nó vui vẻ thôi và một mình thường dùng để đánh acoustic.
nhưng mà không, mình nghĩ lại nó phải là pop rock. Sau đây nó là Chờ Em, ra cùng thời điểm với tiếng For You của Mono luôn. Rồi khi em tới.
trong cái EP mới của mình này, nó có hai cái bài nó rất chi là mạnh bạo, một cách thô bạo. Đấy là bài Thế Giới Kỳ Lạ. Nhưng mà hôm nay mình không hát Thế Giới Kỳ Lạ đâu. Chúng ta sẽ chơi một bài nó cũng mạnh bạo như thế luôn. Bài hát mang tên là Điểm Giao Cuối. Xin mời mọi người lắng nghe. Những thứ sốt yên trên thời gian, và chút nào sống cho con rồi tan. Chơi yo yo. Qua đang lo là mình sao.
Ok, và bọn mình còn một bài cuối cùng nữa. Đây là một bản mà bọn mình xây một chút gọi là performance để góp vui với mọi người. À, có lẽ là mình cứ vừa nghe vừa đọc tên bài hát nhỉ. Dòng vui ra mãi trong giấc mơ.
bên Folk Rock One More Song. One More Song. Ok ạ, vậy thì tôi suy nghĩ quá, tại vì nhiều bài khó quá. Ok ạ, và sau đây là Thế Giới Kỳ Lạ. Xin mời anh. Trong đó mình có thể chờ một chút để chúng ta bạn chuẩn bị một xíu thôi ạ. Thank you.
xin mời mọi người đến với những nghệ sĩ tiếp theo. Sẽ là sẽ đang có một buổi tối rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ.